Hello mọi người, mình là Cường NT. Trên tay mình là bản in của máy in router series 1000 DCB series 1600. Thì cái nó sẽ bị cái máy in của mình nó bị một cái vệt đen như thế này này, một vệt đen dài như thế này. Thì cái lỗi của nó là sẽ là do cái rum nó bị trầy, nó bị trầy ở cái khoảng này, khoảng này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay rum để xem nó còn bị lỗi nữa không nhé. Đây là cái rum mới của nó nha, hộp nó đây, ok chưa? Rồi cái này thì máy router tháo nó cũng dễ thôi, nó giống như các máy. Nếu mà các bạn tháo những cái máy ví dụ như Canon hoặc là HP nó quen á, thì tháo máy router là cũng sẽ cũng không có gặp vấn đề gì khó khăn đâu. Nó chỉ khó chỗ nó chỉ bị lạ cái chỗ là nó có cái trục này, nó bị cái trục này, các bạn phải gỡ cái trục này ra rồi các bạn mới kéo được cái máy router ra, kéo được cái rum ra. Ở đây mình sẽ lắp lại cái rum nha. Rồi xong. Ok. Đó, các bạn coi sao nó cho cái lỗ nó thông này để mà đút cái ấy qua. Rồi bây giờ mình sẽ để gạt thế này. Rồi cái này mình làm sâu đi, bây giờ mình sẽ đúc nó. Thì đúc á thì nó sẽ có hai đầu cái lẫy này, hai đầu, một đầu cạy được và một đầu không cạy được. Thôi thì các bạn đúc như thế này này nha. Nếu mà đúc không được á, các bạn chỉnh lại tinh, các bạn cần chỉnh lại cái rum sao cho nó hợp. Các bạn hạn chế đụng vào cái mặt rung nha, đụng là nó bay trầy cũng như là uổng công nữa. Rồi ok, nó đã thông qua này, các bạn chỉ cần kéo qua thôi. Đầu này thì đơn giản rồi đó, nó quay được một đầu là đầu kia sẽ quay rất là dễ thôi. Rồi ok xong rồi, cái phần này là phần khó nhất này, gắn làm sao cho nó vào này. Mà nhiều bạn mới không quen á làm đỡ, cái này nó sẽ dễ bị gãy. Ok. Đấy, các bạn dùng tua vít á, cái mặt dẹp á, chứ đừng có dùng cái mặt tứ giác này, tứ bốn cạnh này, mà dùng cái mặt hai cạnh thôi, cái đầu hai cạnh thôi cho nó dễ làm. Rồi bạn giữ thế này. Rồi chúng ta chỉ cần đè xuống và đẩy vào thôi. Đó, ok nha, rất là dễ thôi. Còn khi mà gỡ, khi mà cậy ra thì các bạn để cái cạnh này này chui vào ở trong này, nó có cái khe này đúng không? Đó, dưới này trong này cái khe, các bạn chỉ cần lẫy nó ra một phát là rớt ra thôi, không còn phải dùng kìm gì đâu. Rồi ok rồi. Còn cái đầu, còn cái hộp mật này thì gắn đơn giản rồi. Rồi nhớ là con cái này nó phải khít là vào nha. Ok rồi, cái này cho nó sang bên này. Đó, nó có hai cái motor này, nó phải chỉ vào nhau đúng nha. Đó, nó xịn, nó khẩn một cái đó như thế, nghe cái tắt một cái là ok. Rồi bây giờ mình chỉ cần bỏ vào máy và in thử thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cho nó mật cái hộp mật này vào máy rồi in tiếp.
sau khi thay rung xong thì cái bản in của ta chúng ta trở nên rất là rõ ràng, sắc nét luôn và nó không có bị dơ nữa. Ok nha, chúc các bạn thành công. Mình là Cường Uyên, nếu có clip thứ hai thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye, see you next time. Your spin is always...